Báo cáo với các bác là em xin review cái thủ tục mà em gửi giống chuột cho một khách hàng ở Cầu Đông Du, Quế Võ, Bắc Linh. Thì số lượng là 20 con. Ôi, không phải quấn thế, nót bằng cái tải kia thôi. Cứ đóng hết vào thì anh đóng kia cho. Đóng hết ba sang chuột đi. Cứ sang chuột đủ vào đấy đi. Đếm đi. 4, 5, 6. Không phải xem nữa, anh đếm đủ tỷ lệ rồi. Cho thêm cỏ vào đi. Xuống lấy cỏ đi, lấy cỏ tươi lên. Đấy, báo cáo các bác, đây là 20 con chuột với các màu khác nhau. 20 con chuột với các màu khác nhau. Thì kênh của em thì em thường bán cái giống này cho các bác. Đấy, bán giống này. Yêu sao tiếng gáy chim cu, cây đa bể nước lời ru của bầm. Vườn chim cu gáy miền Bắc, Vũ Văn Thao tại Ba Vì, Hà Nội xin kính chào quý khách. Chúng tôi chuyên cung cấp giống chim cu gáy mang ngỗng, phấn hồng, âm giọng, bộ mã được tuyển chọn rất kỹ càng. Ngoài ra chúng tôi cung cấp các loại chim cảnh như chim đa đa, trẻ than, chào màu, chim khuyên. Bên cạnh đó chúng tôi cung cấp các sản phẩm từ quê hương núi Tản Ba Vì, con giống đà điểu, cây chanh tứ quý và phân bò sữa ủ men vi sinh. Website chimcugaihay.com hoặc bạn có thể tìm kiếm chim cu gáy hay trên YouTube và Facebook. Hotline 01635 305 982, 0989 177 982. Với phương châm bảo vệ uy tín, giữ chặn niềm tin, xin trân trọng cảm. Đây là cái khách hàng của chúng ta. Khách hàng là ở Cầu Đông Du, Quế Võ, Bắc Linh.
0985 077 083. Thì chiều nay mình có bổ sung thêm một số cái đơn hàng, trong đó là có một cái đơn hàng về chuột lang bọ ú. Thì bạn nào mua chuột lang thì đây là một đơn vị chính thống nhé các bạn nhé, mình ship hàng khu vực miền Trung miền Bắc ok luôn. Ngoài ra mình gửi đi Quảng Nam. Đây là mình đi gửi đi Quảng Nam các bạn nhé. Rồi mình gửi về Mỹ Đình nhé. Mỹ Đình nhé. Quảng Nam. Thân mến, các bạn kết nối với kênh Chim Cú Gáy Hay thì các bạn biết mình chuyên cung cấp chim cú gáy, con giống đà điểu và chuột lang, cũng như cái giống cây chanh tứ quý bán cảnh chiết cho các bạn. Đó. Chiều nay thì mình đã gửi bổ sung thêm một vài đơn như vậy các bạn nhé. Từ từ cái đấy dán sau đi, bỏ ra đi.